định. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 tuyến sông đang khai thác vận tải thủy với tổng chiều dài hơn 308 km với hơn 100 bến xuất nhập hàng hóa, 10 bến khách du lịch và 20 bến khách ngang sông. Toàn tỉnh có 1.365 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, ký cam kết và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 47 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 45 triệu đồng. Đưa khách sang sông phải có đủ phương tiện như bằng cấp, rồi là tất cả các loại giấy tờ. Trong quá trình vận chuyển là không được dùng bia rượu để cho hành khách được đi qua đò được yên tâm. Đối với trang bị thiết bị của phương tiện thì thứ nhất là phải có áo phao cũng đổi. Với hàng tháng thì cũng định kỳ máy bảo dưỡng một lần. Trước khi rời bến thì cũng phải cho tất cả các hành khách mặc áo phao, dụng cụ đổi, chuẩn bị rời bến cho thứ nhất là an toàn cho hành khách đi qua sông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, cấp phát tài liệu tuyên truyền đến người điều khiển, chủ phương tiện, hành khách, các quy định của pháp luật về cách xử lý tình huống khi gặp nạn trên sông nước, cách sử dụng phao cứu sinh, các cảnh báo những hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Nếu mà không chấp nhận là mặc áo phao thì mình sẽ cho lên bờ, mời bạn lên bờ. Để cho an toàn cho nhà đò và cho khách thì yêu cầu mọi người nên mặc áo phao. Nếu mà đi qua phà thì bắt buộc là phải mặc áo phao để mới qua được xuống phà, mới qua được sông. Để cho nó an toàn, trước hết là tính mạng con người. Sau nữa là đến an toàn đến coi như là người điều khiển phương tiện. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy sẽ phối hợp với ngành giao thông rà soát, kiến nghị những bất cập trong tổ chức phân luồng, phân tuyến, tổ chức giao thông và cắm các biển báo giao thông tại các cảng, bến, luồng, tuyến, đảm bảo hợp lý, đúng luật, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà hành vi đi ngược chiều đường còn gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông khác. Đừng vì nhanh một chút mà bất chấp sự an toàn của mình và người khác. Đây chính là thông điệp mà những người thực hiện chương trình muốn gửi đến quý vị và các bạn. Tới đây, thời lượng dành cho mục An toàn giao thông vì bình yên cuộc sống kỳ này đã hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.